Phó Bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A Nguyễn Bá Diệp nói, dù bây giờ biết là đám tang giả nhưng tôi và bà con chắc cũng không dám nhận lại số tiền phúng điếu. Liên quan đến vụ người phụ nữ tự mua quan tài làm đám tang, giả chết ở tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung cho biết, hiện bà con trong xóm vẫn còn bàn tán xôn xao về đám tang giả của bà TTT, 54 tuổi người tự tổ chức đám tang cho chính mình. Theo ông Diệp, thời điểm gia đình bà T tổ chức đám tang, bà con khi đến viếng cũng có nghi ngờ vì không khí đám tang không giống bình thường. Nhưng do gia đình bà T có việc buồn nên không ai tiện hỏi nhiều. Ông Diệp cũng cho hay, khách đến viếng đám tang có hỏi về nguyên nhân bà T tử vong, những người trong gia đình người phụ nữ này nói các thông tin không khớp nhau. Theo phong tục địa phương, bà con đến viếng đám tang có gửi tiền phúng điếu. Dù bây giờ biết là đám tang giả nhưng tôi và bà con chắc cũng không dám nhận lại số tiền đó, ông Diệp chia sẻ. Như tạp chí Người đưa tin pháp luật đã đưa, ngày 31 tháng 3, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng tiến hành các thủ tục cần thiết để mở nắp quan tài được cho là chứa thi thể của bà T, nhưng bất ngờ khi phát hiện chỉ có 3 bao cát. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định bà T đã cùng con trai đi mua quan tài tại Đồng Tháp vào chiều 29 tháng 3, sau đó đưa quan tài về quê tổ chức đám tang giả. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ và follow để theo dõi tin nóng hàng ngày.